nay, ngày 30 tháng 3 năm 2007, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa công khai tại trụ sở để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Lý và các bị cáo khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên trên. Yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Lý và chấp hành cái nội quy văn xét xử. Nếu bị cáo mà không chấp hành nội quy phiên tòa là các những người làm yêu cầu